Hello, vâng, xin được trân trọng chào mừng quý ba anh chị các bạn quay trở lại với số Phạm Huấn. Lại là em Huấn Phạm đây, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý ba anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi, ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của bên em. Đó, thì hôm nay shop em lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mặt hàng mới cũ, thì lại lên trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em để quý khán giả biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên em các bác nhé. Đó, lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin, và đã nhắn tin không gọi điện nữa để tránh việc shop em lên đơn nhiều lần, thiệt hại đến shop cũng như là các bác phải mua hàng mất công. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các số hotline của em trên tấm biển các bác nhá. Đấy, sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái chiếu mây của Nhật các bác nhá. Chiếu được làm bằng sợi mây tự nhiên các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, và đường nét và màu sắc rất là trang nhã, rất là lịch sự, rất đẹp. Đấy, hàng này em bán rất là nhiều. Lâu lắm rồi thì bên em đã có hàng về, trước thì rất là nhiều bác hỏi. Và lô này bên em về thì giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thì lại lên trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn. Đó, hàng của thương hiệu Muji các bác nhá, chiếu của Nhật này. Đó, hàng của thương hiệu Muji đây. Đó, chiếu của Muji made in Japan các bác này. Đó, hàng siêu chất luôn. Hàng của hãng cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đây. Hôm nay thì bên em về được cái lô này thì tương đối là sẵn hàng. Và giá thì gửi tới các bác cũng rất là tốt luôn. Đây. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì hàng được trong hộp như này. Đấy, nó có dòng 1,5 m, 1,62 m và 1,82 m các bác nhá. Hàng của Muji made in Japan này các bác này. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, hàng siêu đỉnh, siêu đẹp luôn các bác nhá. Thì các bác nhận hàng là hàng đựng trong túi như này. Đó, thì hôm nay bên em về hàng giá tốt cho nên lại lên cho các bác với giá cực kỳ là tốt và siêu hấp dẫn luôn các bác nhá. Đây các bác nhá. Đó, thì bên em đang bán với giá là 550k. Đó, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác với giá cực kỳ tốt luôn. 500k các bác nhá, 500k và bao ship luôn. Đó, bên em đang có hai loại. Một loại là 1,6 m. 1,6 m nhân với 2 m. Đấy, và một loại là 1,8 m cũng nhân với 2 m luôn. Đó, giá thì 500k, giá cực kỳ hấp dẫn cho bác luôn. Đó, 500k. Cái con chiếu mây của Nhật này các bác nhá. Đó, dòng này thì của nó là nó có hai mặt. Các bác có thể nằm được hai mùa luôn. Nó gọi là chiếu điều hòa các bác nhá. Nằm hai mặt, nằm hai mùa luôn. Con số hotline của em đây. Đấy, con chiếu giải ra thì cực kỳ là đẹp luôn. Trường chiếu rất dày dẫn và chắc chắn các bác nhá. Đó, đây, có con sát này. Đấy, màu mè thì rất là đẹp. Đây. Cái mặt bên này của nó thì nó là bằng vải lụa các nhá, bằng vải lụa cực kỳ là êm ái, mùa đông nằm thì rất là ấm áp. Đấy, ấm về mùa đông. Đấy, và còn cái mặt bên này thì các bác nằm thì mát về mùa hè. Chiếu được làm từ sợi mây tự nhiên, sợi mây tự nhiên rất đẹp các nhá, rất đẹp và trang nhã. Đó, màu sắc cực kỳ là trang nhã và đẹp này. Mùa đông thì các bác nằm cái mặt này cho em. Đấy, được dệt bằng vải lụa rất là đẹp. Đó, còn mùa hè thì các bác lại nằm về cái mặt này cho nó mát. Đặc biệt là ưu điểm là các bác được tặng kèm thêm một đôi gối nữa. Đó, một cái chiếu như này tặng kèm thêm một đôi gối nữa. Đôi gối này của nó là 65-40 các bác nhá. Đó, 65-40 như 70-40. 70-40 các bác nhá. Hàng siêu chất luôn. Đấy, xin lỗi các bác, em sao ốm hết rồi. 70-40 các bác nhá. Hàng siêu chất luôn. Đó, rất là đẹp. Thì các bác được tặng kèm thêm một đôi gối như này. Khi các bác để lên cái gian phòng, cái giường nhà mình thì nó rất là trang nhã, lịch sự, sang trọng. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Chỉ có 500k mà đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán có nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Các bác lên cho em là chiếu mây của Nhật. Chiếu mây của Nhật made in Japan đây. Giá chỉ có 500k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay, đó là bên em tiếp tục về cái lô gọi là túi iPad các bác nhá. Đó, túi của iPad, túi đựng iPad ấy, của thương hiệu Zep các bác này. Đấy, của thương hiệu Zep đây, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, cực kỳ là chất lượng luôn. Đây, đấy, em sẽ khui hộp cho các bác xem. Đó, hàng rất chất lượng luôn, xịn sò, các bác nhận hàng đây. Đấy, hàng đây, đấy, màu cực kỳ đẹp các nhá, màu đen sáng bóng luôn, chất da thì siêu mềm mại. Đấy, khóa thì cực kỳ là chắc chắn êm ái luôn các nhá, khóa rất chắc chắn êm ái các nhá. Đó, đây, chất da thì khỏi phải bàn rồi. Đó, chất da thì là bằng da bò tự nhiên, rất mềm mại và êm ái các nhá, da bò tự nhiên rất mềm mại và êm ái luôn các nhá. Đó, rất đẹp các này. Đó, rất đẹp luôn. Có một ngăn phụ bên hông các này, một ngăn phụ bên hông đây. Đấy, hàng logo tem mác này của thương hiệu Zep này, Bulo các này. Đó, rất chất lượng luôn các nhá, Zep nhá. Đó, tem mã vạch các thứ đàng hoàng. Đây là ngăn bên trong này. Con này các bác sử dụng đựng một con iPad là ok nhá. Đựng con iPad là ok, rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Đấy, có túi chéo bên hông này. Đấy. Chữ của thương hiệu Z dập chìm luôn các bác nhá. Đó, đây.
Đấy, khóa kiếc này nói chung là hàng đẹp, hàng chuẩn, ở trong có một cái túi phụ này để các bác có thể để đồ đoàn thêm một cái túi phụ này, tiền nong các thứ linh tinh rất là tiện này. Khóa này, đó. Từ đường kim mũi chỉ các bác nhận hàng các bác không thể chê vào đâu được. Đó. Các bác lên cho em là túi iPad có nhá. Đó, túi iPad bên em đang gửi tới các bác với cái túi iPad mình cái giá là 200k và bao ship có nhá. Đó, các bác lên cho em là túi iPad. Túi iPad, đó, túi iPad. 200k. 200k bao ship bên em còn mấy con nữa. Đấy, còn 4 5 con nữa thôi. Bác nào nhanh thì được thôi. Đó. Màu thì chắc bên em còn lô này màu đen thôi. Đó, màu đen nhưng mà cũng rất là đẹp và trang nhã nhá, rất là lịch sự luôn. Rất đẹp. Các bác liên mã cho em là túi iPad. Đó, túi iPad màu đen thôi nhá. Đó, túi iPad đây. 200k bao ship màu đen thôi nhá. Hình như là màu nâu em hết rồi, còn màu đen thôi. Tiếp theo lên cho bác là sản phẩm đó là bẫy chuột thông minh. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 20k một con bẫy chuột thông minh này. Hàng cũng siêu chất lượng luôn các bác nhá. Các bác lên cho em là bẫy chuột thông minh. Các bác chỉ cần ấn như này là lẫy sẽ mở này. Đó. Và khi mà các bác chạm vào này, nó chạm nhẹ này là sập bẫy, các bác rất là an toàn luôn. Mở thì các bác ấn như này, đó. Và các bác chạm nhẹ này là sập. Đó. Hàng này thì rất là chất lượng rồi. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng các nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là bẫy chuột thông minh. Đây. Đấy. Bẫy chuột thông minh. Con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 20k. Các bác lên cho em bẫy chuột thông minh. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái con gọi là máy Matsabi các bác nhá. Đó, Matsabi. Con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 300k. Đó, con Matsabi này là 300k. Hàng siêu ngon, siêu chất luôn các bác nhá. Dòng này là dòng 8 bi và có đảo chiều các bác nhá. Và đa di năng. Con này thì vừa là cắm tẩu ô tô được. Đấy, thứ nhất là các bác có thể cắm tẩu ô tô, thứ hai là các bác có thể cắm điện lưới. Đấy, dòng nó kết nối như này, các bác nhá. Đó, cắm kết nối như này. Thì các bác có thể cắm cả tẩu ô tô và cắm cả điện lưới. Cắm điện lưới cũng được mà cắm tẩu ô tô cũng được, nó rất là tiện. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Massage siêu mạnh luôn. Con này thì các bác có thể để đầu giường để sử dụng hoặc là các bác có thể mang lên trên ô tô thì để vào ô tô, nó cũng rất là tiện. Đây các bác này. Đó đây. Đấy các bác nhá, công tắc của nó đây. Đấy. Massage hồng ngoại luôn. Ở đây nó có tia hồng ngoại. Cái này mà các bác để ở giường nằm ngủ xong là dựa vai gáy lên rất là tốt này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Hoặc là để đùi lên, hoặc là nói chung là chỗ nào các bác cần mát thì các bác mát vào cho em nhá. Nó gọi là massage. Đó, rất là ngon, bằng tia hồng ngoại. Các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, có chế độ đảo chiều nhá. Đảo chiều tức là quay vòng này lại đảo vòng này các bác nhá. Đó, gọi là massage các bác nhá. Đó, massage bi. Cái này nó dùng bằng bi, cho nên bên em gọi nó là massage bi. Đấy, nó có 8 quả bi bên trong và nó đảo chiều. 300k bao ship các bác nhá. 300k bao ship, hàng siêu chất luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác hôm nay trong ngày hôm nay đó là bên em còn một ít kilo thước của Nhật nữa các bác nhá. Đó. Thước dây 20m này. Đó. Thước dây 20m đây. Con này bên em đang bán là 120.000. Đấy, sẽ thanh lý luôn cho các bác với giá là 100k và bao ship, em xả kho thanh lý nốt. 100k bao ship các bác nhá. Dây 20m. Rất rẻ luôn các bác nhá. Hàng siêu đẹp, siêu rẻ. Đấy, còn một ít nữa em dọn kho thanh lý nốt các bác nhá. Đó, đang bán 120 đây. Em sẽ thanh lý luôn cho các bác với giá là 100k và bao ship luôn. 100k bao ship. Các bác lên cho em là thước dây 2m. Lưu ý các bác là thước này của nó là bằng vải các bác nhá, chứ không phải là bằng cao su. Bằng vải và phủ bóng các nhá. Đó, phủ bóng, phủ cao su để khi các bác kéo nó không bị co giãn và cái độ chính xác của thước là cực kỳ cao luôn. Đấy. Của nó là con này là 20m các bác nhá. Đây, 20m các bác này. Đó, 20m. Giá là 100k và bao ship các bác nhá. Đó. Còn lại đây em còn một cái con là đi 50m nữa. Con 50m này thì Con 50m này thì nó lỗi rồi. Thôi để em xử lý sau thôi. Đó. Còn lại là em còn toàn cái dòng 20m thôi. 20m 100k bao ship, 20m 100k bao ship, giá siêu rẻ luôn. Đó, tiếp theo lên cho bác cái vòi tăng áp bằng đồng nhá. Van tăng áp bằng đồng. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 50k một con. Đó, 50k một con này các bác nhá. Các bác lên cho em là van tăng áp bằng đồng, 50k một con. Đó, 50k. Đó, van tăng áp bằng đồng, 50k một con. Tặng kèm các bác một cái đai này luôn. Về các bác bắt ống bắt yếc vào là xong. Đó, rất là tiện dụng các bác nhá. Rất tiện dụng luôn. 50k van tăng áp bằng đồng. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý các bác đó là cái vít đóng vàng các bác nhá. Đó, vít đóng vàng. Ui. Em lên cho các bác đó là cái vỉ vít đóng vàng các bác nhá. Đó, điện cho ông Long đi. Vít đóng vàng, đó. Sẽ bảo ông sang đây lấy hai con khởi kia luôn. Vít đóng vàng, đó, vít đóng vàng bên em gửi tới các bác với cái giá là 150k và bao ship các bác nhá. Đó, 150k bao ship. Còn hai con khởi nữa, 150k bao ship. Các bác lên mã cho em là vít đóng vàng các bác nhá. Vít đóng vàng, 150k và bao ship. Ở đây thì có 1 2 3 4 5 6 7
Đấy. Đó thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k và bao ship vít đóng vàng các bác nhá. Đó, đây là vít đóng. Hàng này là hàng xuất Đức các bác nhá. Đó, hàng xuất Đức. Đấy nên rất là ngon lành luôn. Hàng Nhật xuất Đức này. Đấy, siêu chất luôn. Rất là tiện dụng các bác nhá. Nó rất là ngon lành. Hàng này nó tồn kho nên là cái vít nó hơi bị đầu nó hơi ngả vàng nhưng mà rất là ngon lành các bác nhá. Vít đóng rất tiện dụng luôn. 150k bao ship đến tận nhà mà 7 cái vít. Không có đâu rẻ hơn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên các bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô mài ba khe các nhá. Mài ba khe. Bên em đang gửi tới các bác nó hết mốt rồi. Giá nó hết mốt rồi. Lô mài ba khe, bên em đang gửi tới các bác cái giá là 230k. Đó, 230k và bao ship các nhá. Đó, mài ba khe của thương hiệu Tamasaki. Đó, Tamasaki, hàng của Nhật siêu đẹp siêu chất luôn các bác. Đó, Tamasaki các nhá. Đầu tiên là mài thô này, mài mịn rồi đến mài bén các nhá. Mài thô, mài mịn, mài bén, nôm na là như vậy. Các bác cứ kéo đi như này là dao nó sẽ sắc thôi. Đó, mài thô, mài mịn, mài bén 230k bao ship, mài ba khe các nhá. Mài ba khe 230k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên được quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô thùng đạn của Mỹ đây. Đấy. Thùng đạn của Mỹ đó thì bên em đang có hai mẫu, một mẫu là mẫu nhỏ này. Mẫu nhỏ này thì bên em đang bán là cái giá là 320k bao ship, hàng của Mỹ các bác này. Đó, hàng của Mỹ. Đấy, nó đựng được đạn là 7,6mm các bác này. Đó, hàng của Mỹ. Đây, đấy, USA đây các bác này. Hàng siêu chất luôn. Thùng đạn Mỹ, hàng siêu chất cực kỳ là ngon luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, một cái thùng đạn như này mà giá chỉ có 320k bao ship. Giòn giếc các thứ cực kỳ chắc chắn luôn. Giòn chống nước luôn các bác nhá. Đây, giòn cao su chống nước luôn này. Đấy, rất là ngon lành cành đào luôn. Đó. Giòn cao su chống nước luôn các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ. Đó, rất dày cũng chắc chắn. Đấy, con này là kích thước của nó là 27 x 10 nhân với lại 18, nặng 1,8 kg, giá là 320k các bác nhá. Đó. Tiếp theo là con to. Con này nó khoảng 7 lít. Đấy, con này thì của nó dung tích khoảng 7 lít, cũng đường đoạn 7,6,2mm. Đó. Kích thước của nó là 30 x 16 x 20. Bên em đang bán là 400 thanh lý luôn cho các bác với giá là 380k và bao ship các nhá. 380k. Bao ship. Hàng siêu chất luôn. Đó, rất ngon lành các nhá. Dày dẫn chắc chắn này. Quăng quật phá thoải mái luôn. Đấy, nắp giếc của nó cực kỳ chắc luôn. Đấy, mở ra mở vào rất chuẩn chỉ. Các bác có thể đụng đồ nghề các kiểu con này đều được luôn, rất tiện dụng luôn, rất dày dẫn chắc chắn, giòn giếc các kiểu này, nó rất ngon lành luôn. Đấy, bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 380k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên em còn hai cái đỉnh vít đỏ vàng nữa, lên thanh lý nốt cho các bác. Đấy, em đang bán là 170k, đó vít đỏ vàng. Đây các bác lên cho em là vít đỏ vàng các nhá, thanh lý nốt cho các bác 170k bao ship. Đấy, ở đây thì nó có 1 2 3 4 5 6 đầu vít và một cái bút điện nữa là thành 7. Bút điện này cũng làm tôi vít được luôn. Đó. Thành ý các bác với giá là 170k bao ship. Đó. Đấy, bên em còn một cái bó gen nhiệt này nữa này. Đấy, cũng thành lý nốt cho các bác. Đây, gen nhiệt đây, 330 đầu nhá. Thành lý nốt cho các bác với giá là 70k. Đó, 70k một bó này các nhá. Các bác lên cho em là gen co nhiệt 70k một bó này. Đấy, nó có đầy đủ các cái đầu luôn, đầu to, đầu nhỏ, đầu lớn, đầu bé như này để cho các bác sử dụng. Nói chung là rất là tiện các nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Các bác lên cho em là gen co nhiệt các nhá. Đó, gen co nhiệt 70k các nhá. Đó, 70k một bó này. Đó. Tiếp theo là em lên cho các bác đó là cái sạc điện thoại đây, sạc dây điện thoại này. Bên em gửi tới các bác với giá là 90k một con này. Đó, hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý đặc biệt. Đấy, thanh lý đặc biệt cho các bác luôn. Dây sạc điện thoại này đây. Đó. Thanh lý cho các bác với cái giá là 70k thôi nhá. Đó, 70k một con này. Đấy, lên hôm nay là em sẽ thả co dây sạc điện thoại chỉ có 70k thôi. Hàng rất đẹp luôn các nhá. Nó rất là đẹp luôn. 70k các bác nhá. Đó. Đó là bộ nồi Đức 6 món 880k bao ship các bác nhá. Đó. Đây, giá cả em ghi cho các bác như này luôn. Thì các bác có thể cập nhật. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cái bộ sản phẩm này cho các bác xem. Đó. Khi các bác nhận được hàng thì bộ sản phẩm đựng trong hộp như này các bác nhá. Đó. Thì cái bộ này của nó bao gồm của nó là 6 món như thế này các bác nhá. 6 món như thế này. Đấy. Cái này của nó thì nó còn có cả quai sách hẳn hoi các bác nhá. Đấy. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất là lịch sự luôn. Đấy. Hàng là đến từ thị trường Đức các bác nhá. Đến từ thị trường Đức. Đó đây. Nó có cả túi sách này. Quai sách hơi xiếc, nói chung là đa dụng rất là cẩn thận luôn các bác. Đấy đây. Em khui nguyên hộp cho bác xem đây. Rất là chất lượng luôn đây các bác. Đó đây. Không biết là cái túi này nó đai như thế nào đây, cái dây nó đai như thế nào đây em cũng không nắm được đâu.
Mà đây em thấy nó có dây dở là ngoài nhé. Nói chung là miền Tây họ làm rất là cẩn thận đây. Cui hòm ra là có như này thôi nhá. Đó, đây. Đấy. Đây. Thiết kế từ Đức các bác nhá. Đấy, thiết kế từ Đức đây. Đấy, của nó là dòng 5 lớp các bác nhá. Đấy, đáy 5 lớp. Đấy, đun được tất cả các loại nồi luôn, tất cả các loại bếp luôn. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái con nó là một cái son son này, nó là cái son nhỏ này. Con son nhỏ này là 2 lít các bác nhá. Son nhỏ này là 2 lít. Hàng thì siêu dày luôn các bác nhá. Siêu dày luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng kêu là các bác đã biết là cái chất của cái nồi này rồi. Đó, nghe cái tiếng kêu là đã biết được chất của nó nồi này rồi các bác nhá. Đó, chữ của nó là hoàn toàn là chữ dập chìm hết các bác nhá. Chữ dập chìm hết. Đấy, rất chất lượng luôn. Và nó đun được là 1 2 3 4 5 5 loại bếp. Nói chung là cái bếp như Việt Nam mình thì ok thôi. Đó đấy. Đầu tiên cái xoong này nhỏ nhất 2 lít thì các bác này. Xoong này nhỏ nhất 2 lít các bác này. Đó, hàng siêu chất luôn, mã tem mã vạch các thứ đàng hoàng các bác nhá. Đó, đây. Đấy, tiếp theo là đến một cái xoong quay dài các bác này, một cái xoong quay dài. Đấy. Đây, một cái xoong quay dài, rất chắc chắn luôn các bác này. Đó. Rất chắc chắn luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Con này dung tích của nó cũng là 2 lít luôn các bác nhá. Dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Xoong quay dài. Dung tích của nó cũng là 2 lít luôn. Đây. Đấy. Nói chung là cái này rất là chất lượng các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến một cái xoong đây. Một cái xoong, xoong này thì dung tích của nó là 3 lít các bác này, 3 lít các bác nhá. Đấy, tất cả của nó thì đều là bằng inox hết. Còn cái phần đít này thì nó là đế 5 lớp để cho các bác đun tích hợp với các loại bếp. Đó, thì mình cho lên bếp nào là nó sẽ ăn với bếp đấy. Cái này rất là dày dẫn các bác nhá. Phần quai kiếc cực kỳ là chắc chắn luôn, rất là đẹp, sang trọng. Các bác dùng trong gian bếp nhà mình thì rất là tuyệt vời. Đó. Đây, tiếp theo là một con nữa này. Đó. Con này của nó là dung tích là đi bao nhiêu đây? Đó, con này dung tích của nó là 4 lít các bác nhá. 4 lít này. Đấy, dung tích của nó là 4 lít. Đây. Đấy, rất chất lượng luôn. Rất chất lượng luôn, quai kiếc dày dẫn. Dày lắm các bác. Đấy, đít cong cong như này là các bác biết nó rất là dày luôn nhá. Đó. Đấy. Đây là cái vung của nó này. Đây. Đấy, vung của cái con này. Đây. Tiếp theo là đến cái con to đây. Đấy. Con nào cũng có vung hết các bác nhá. Con nào cũng có vung hết. Đấy. Đây. Cả cái con quay dài thì cũng có vung hết các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đó, đây. Đó. Và đây là còn hai con nữa này. Đấy, đây là một con to này. Con này dung tích của nó là 5 lít các bác nhá, 5 lít. Đấy, dung tích của nó là 5 lít các bác nhá. Đó, dung tích của nó là 5 lít. Đế của nó là đế 5 lớp các bác nhá, rất dày dặn luôn. Đây. Đấy, vung của nó đây. Đấy. Rất đẹp, nói chung là hàng thì khỏi phải bàn về chất lượng rồi. Riêng chất lượng là không phải bàn đấy các bác nhá. Mà giá thì lại càng không phải bàn nữa. Giá chỉ có hơn 800.000. Ba ship với tận nhà cho các bác luôn. Đó. Đây, bộ nồi Đức 880k. Con này số rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Và sau cùng là một con chảo đây các bác này. Đấy, một con chảo đây. Đấy, con chảo của nó đây các bác nhá. Đó. Đây. Con chảo đây. Sau cùng là một con chảo đây các bác này. Đó, design Germany các bác này. Design Germany đây. Đó. Cũng rất là đẹp luôn. Quai kiếc của nó đây. Đó. Đây. Quai của nó còn đây. Chảo này thì cũng là chảo tráng đá các bác nhá, tráng đá chống dính, siêu dày luôn. Đây, siêu dày luôn các bác nhá. Đó, tráng đá chống dính siêu dày luôn. Đấy, vung của nó đây các bác nhá, vung của nó đây. Đấy, đầy đủ luôn. Rất là khủng khiếp. Thứ ơi, đưa cho anh cái thước tí. Đó, rất là khủng khiếp luôn các bác nhá. Thì em sẽ đo đường kính từng con một cho các bác xem. Đấy. Các bác biết không, một cái bộ của nó tới 6 món như thế này. Đấy, bao gồm 6 món như này mà cái giá thì rất là mềm cho các bác luôn. Đầu tiên em lên cho các bác cái kích thước của cái chảo này. Đấy. Con chảo này thì đường kính của nó là 25 các bác nhá, 25. Đấy, đường kính của nó là 25. Cao của nó là 8 cm các bác nhá, cao 8 cm, đường kính 25. Nói chung là chảo này thì không phải là to nhưng cũng không nhỏ các bác nhá. Đó, không phải là to nhưng cũng không nhỏ, nói chung là đạt tiêu chuẩn các bác nhá, đạt tiêu chuẩn. Đấy, rất ngon lành luôn. Các bác thấy không? Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, chảo nhưng mà vẫn có nắp các bác nhá. Chảo nhưng vẫn có nắp, thế nó mới tiện chứ các bạn. Đấy, nhiều cái chảo thì không có nắp nhưng mà chảo này nó sản xuất là có nắp hết các bác nhá. Đấy, đế 5 lớp các bác này. Đó, đây. Thì đây em sẽ quay tổng quan cho bác xem. Đó, đây. Một bộ nồi như này bao gồm là 1 2 3 4 5. Đấy,
5 cái nồi và một cái chảo là thành bộ 6 món. Giá chỉ có 880k, siêu rẻ luôn các bác nhá. Đó. Đây là cái thông số của nó các bác này. Đấy, đầu tiên là một cái con là 16 x 10,5 này. Dung tích là 2 lít này. Đó. 16 x 10,5. Dung tích là 2 lít. Đó, dung tích là 2 lít. Đây. Nó là con này đây. 16 x 10,5, dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đó. Tức là của nó là một chiều là 16 10,5. Đó. Tiếp theo là một con cũng là dung tích của nó là hai con này là bằng nhau này các bác này. Hai con này bằng nhau. Đó, đều là 2 lít này. Đấy. Còn một con là 18 x 11,5 2 lít 9 này. Đây. Đấy, con này 2 lít 9 này. 2 lít 9 3 lít đây, nó ghi ở đây dung tích 3 lít này. Một con là 3 lít này. Con này là dung tích của nó là 4 lít này. 4 lít, con 4 lít này thì dung tích của nó là 20 x 12 này. Mặt rộng là 20, cao 12 các bác nhá. Đó. Ở đây thì nó là hàng quốc tế cho nên là thông số kỹ thuật của nó là có hết luôn này các bác. Đó, từ cái chảo trước này luôn. Rất là đẹp. Nói chung bộ này thì không thể chê vào đâu được rồi. Đấy, giá bên em thì đang gửi tới các bác là rất là sốc luôn. 880k bao ship. Bên em thì nó đang hơi bị mưa, hơi ồn nên là các bác có thể chỉnh cái volume thiết bị của mình to lên một chút để nghe cho được rõ ràng hơn. Đấy, các bác cũng hết sức thông cảm. Tiếp theo em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi lẩu các bác nhá, nồi lẩu thì bên em lại về cái lô nồi của thương hiệu Osaka của Nhật các bác nhá. Đó, Osaka của Nhật. Đây, em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác xem luôn. Đấy. Một con nồi lẩu. Đây, đấy. Thì các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này các bác nhá. Đó, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đây. Hàng này là hàng Nhật xuất cho nên là nó sử dụng điện 220 bình thường các bác nhá. Dung tích của nó này, đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Dung tích của nó là 3,5 lít này, 220V này, 50Hz này. Công suất nhỏ nhất của nó là 1360W các bác nhá. Đó. Đây, hàng rất đẹp luôn. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Thì đầu tiên đó là cái chảo đây. Cái nồi chống dính đây. Đấy, nồi lẩu đây. Rất đẹp luôn các bác nhá. Dung tích của nó là đây. Dung tích của nó là 3,5 lít các bác nhá. 3,5 lít vung của nó đây. Đấy. Cái khay này để các bác dùng để hấp này. Đấy. Ví dụ như các bác cho nước vào đây này, xong muốn hấp tôm, hấp ghẹ hoặc là các con gì đấy thì hấp ok. Đó. Và đây là cái phần xoang chính của nó này. Đây. Xoang chính đây các bác nhá. Đó. Hàng made in Japan các bác nhá. Đây. Đấy, hàng của Nhật này. Made in Japan đây các bác này. Đó. Chữ của nó dập nổi trên ấy luôn. Dập nổi trên đáy của nồi luôn. Osaka made in Japan các bác nhá. Đó, Osaka made in Japan đây. Đó, chữ của nó dập nổi luôn các bác nhá. Đấy, đúc nổi luôn. Hàng siêu chất luôn. Đó. Mã đây, Osaka made in Japan các bác này. Đó. Cả đầu cả đít luôn các bác nhá. Đấy, nói chung là hàng siêu chất thôi. Đây. Đấy, rất chất lượng luôn. Phần đế của nó này. Đấy, đế đây. Và cái này là cái rắc cắm các bác nhá. Rắc cắm và điều chỉnh nhiệt độ đây, điều chỉnh nhiệt độ đây, rắc cắm đây các bác này. Đó. Đầy đủ như này các bác nhá. Về các bác chỉ cần lắp ráp vào là xong thôi. Phần kết nối bằng đồng rất là chắc chắn luôn. Tránh mo ve các bác nhá. Quai cầm coi kiếm rất là chắc chắn. Chỉ lưu ý các bác khi rửa vệ sinh thì tránh nước vào cái phần điện này cho em là ok. Đó, con này nó có cả chống dính luôn. Các bác có thể vừa ăn lẩu, vừa rán, vừa xào nấu. Hấp nhức ok hết đâu nhá. Đó. Ok hết luôn. Con này thì đường kính của nó là đi 31 thôi nhá. Đó, 31. 31 thôi nhá. Đường kính của nó là 31. Thì đây là cái nắp của nó này. Cái nồi lẩu. Đấy, rất là đẹp luôn các bác, nắp của nó đây. Cái nắp này thì khi mà bên em đưa thì nó rời về các bác tự lắp vào thôi. Đây, cái phần nhựa các bác lót ở trong cái đáy này cho em. Nó rất là đẹp luôn. Đấy. Và đây là cái phần để các bác dùng để hấp này. Đấy, đây. Đậy nắp vào như này là xong rồi nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác lên cho em là nồi lẩu các nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi lẩu. Đấy thì các bác lên mã cho em là nồi lẩu Nhật các bác nhá. Đó, 450k bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Một con nồi như này thì các bác dùng để chiên xào nấu. Con này ưu điểm của nó có cả chống dính luôn. Cho nên là các bác có thể chiên xào nấu rất là ok, ăn lẩu ăn liếc. Mà nồi tương đối là to, 3,5 lít thoải mái sử dụng các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái nồi chiên không dầu.
Thì cái này bên em cũng đang bán rất là nhiều rồi, thì em lên sơ qua cho các bác thôi. Đó, nồi chiên không dầu đây. Thì hôm nay bên em về vẫn là hai màu chủ đạo. Đó là màu xanh rêu và màu đen các nhá. Hai tông màu rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Camel các bác này. Hàng của thương hiệu Camel của Nhật các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, ở đây thì của nó có cái khay để các bác khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác rút cái tay này vào cho em lấy ra. Để khi các bác ví dụ như là muốn chiên xào nấu thì cho vào đây, cái mỡ nó sẽ róc xuống dưới các bác nhá. Đó, nó rất là tiện này. Đó, nồi của thương hiệu Camel rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây là cái ấy của nó này, đây là cái mai so của nó này các bác này. Cái dàn mai so bằng rất là dày và bằng đồng các bác nhá. Đó. Và nó có quạt để nó giúp hấp thụ nhiệt các bác nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó là power là công suất là 1500W. Đấy, hàng siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó, con này thì hàng của Nhật nhưng mà nó là hàng Nhật xuất cho nên nó sử dụng điện 220. Gần như là các nước đều sử dụng điện 220 hết, chỉ có riêng Nhật thì người ta mới sử dụng điện 100 và 110 thôi. Đó, cho nên là người ta sản xuất cho là hàng xuất cho nên là nó sẽ sử dụng điện 220 bình thường các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Giá thì lại rất là bình dân. Bên em đang gửi tới các bác một con nồi chiên không dầu này. Giá chỉ có 700k bao ship các bác nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là nồi chiên không dầu 700k bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Đó, bao ship luôn. Đó, lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu các bác nhá. Nồi chiên không dầu. Đó. Con này của nó thì nó khi mà các bác muốn sử dụng ấy thì ví dụ như các bác muốn sử dụng thì các bác điều chỉnh cho em là thời gian này và nhiệt độ này. Thì tùy theo nhiệt độ thì các bác cứ để cái khoảng là nhiệt độ thì các bác cứ để cho em khoảng từ 150 đến 200 độ. Nhưng mà từ khoảng 150 trở lên là được. Chứ để nhiệt độ thấp quá thì mình chiên nó rất là lâu. Đó đây. Đấy, nó có các cái chế độ để cho các bác xem này. Đấy, cái này các bác vào Google dịch là nó sẽ ra hết thôi. Đấy, nó bán hàng quốc tế cho nên nó sử dụng tiếng Anh hết thôi nhá. Rất là chất lượng luôn. Dày dẫn chắc chắn. Đây là cái khay của nó để các bác để này. Đó. Rất là ngon lành luôn. Các bác lên mã cho em là nồi chiên không dầu. Con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 700k nhá. 700k. Đó là bên em tiếp tục về cái lô. Đấy, bên em tiếp tục về cái lô cái bình nhiệt này. Bình nhiệt của Mỹ các bác nhá. Bình nhiệt của Mỹ. Đây, hàng siêu chất luôn. Made in USA luôn các bác nhá. Đó. Thì hôm nay bên em về thêm cái loại 1,5 lít. Hàng cũ của bên em là 1,2 lít. Đây. Hàng 1,2 lít đi các bác nhá. Còn 1,2 lít này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 300k. Đó, 300k còn 1,2 lít này. Thì hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý luôn cho bác với giá là 280k và bao ship các bác nhá. Đó. Đây là hàng 1,2 lít, 1,2 lít các bác này. Đó. 1,2 lít các bác nhá. Còn 1,2 lít này là em gửi tới các bác với giá là 280k và bao ship cho bác luôn. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó, đây. Made in USA này. Đấy. Công ty của nó thì có tuổi đời là từ năm 1986 các bác nhá, tương đối là lâu đời rồi. Công ty này thì nó chuyên sản xuất cái bình nhiệt phục vụ cho quân đội của Mỹ các bác này. Đây nó có hai màu. Đấy, có hai màu, màu rêu, màu quân đội và màu inox các bác nhá, màu inox. Đấy, tất cả đều là inox 304 hai lớp, từ cái nắp của nó rất là chất các bác nhá. Cái nắp cũng rất là chất luôn. Đó. Nắp rất là chất luôn. Đây. Lưới lọc các thứ đàng hoàng đều là inox 304 hết. Hàng siêu chất luôn các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 300.000. Hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác với cái giá là 280k và bao ship các bác nhá, 280k bao ship cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là bình 1,2 lít các bác nhá. Đó, bình 1,2 lít. Đấy. Bình Mỹ các bác nhá, bình nhiệt Mỹ 1,2 lít các bác nhá. Đó, bình nhiệt Mỹ 1,2 lít. Đó, thì bên em ký hiệu nó là bình A các bác nhá. Đó, bình A. Đấy. Bình A. Đấy các bác lên cho em là bình A 1,2 lít. Giá 280k các bác nhá, 280k bình A các bác nhá. Bình A. Đấy, tiếp theo là bên em về cái lô mới này. Lô này bên em ký hiệu nó là bình B các bác nhá, bình B. Đó, bình B cho nó dễ các bác tránh nhầm lẫn. Con này của nó là 1,5 lít các bác nhá, 1,5 lít, hàng to. Đấy, bình B 1,5 lít. Đó, giá thì vẫn chỉ là 300k bao ship các bác nhá, 300k. Và bao ship luôn. Đấy, con này nó như một cái phích 1,5 lít. Đấy, như một cái phích 1,5 lít luôn. Các bác dùng thoải mái. Dung tích của nó là 1,5 lít các bác nhá, 1,5 lít. Đây, giữ nhiệt nóng, nhiệt lạnh các kiểu con là điểu luôn. Nắp hai lớp các bác nhá. Màu thì vẫn có hai màu là màu inox và màu quân đội các bác nhá. Màu inox và màu quân đội là hàng 1,5 lít này. Đấy. Có những lô thì bên em về này thì nó chỉ có cái màu inox không thôi. Đó.
màu inox không thôi. Thì tùy theo nhu cầu, nhưng mà em sẽ gửi ngẫu nhiên. Nếu mà hết cái lít rưỡi này mà nó hết cái màu inox thì em sẽ gửi cái màu quân đội thôi nhé. Em sẽ gửi hình như là chỉ có màu quân đội thôi. Đấy, kho báo là hết rồi, chỉ màu quân đội này thôi. Thì nó là bình 1 lít rưỡi. Các bác lên cho em là bình B. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 1,5 lít các bác nhá. À 300k, bình 1,5 lít, 300k bao ship các nhá. 300k bao ship cho bác luôn. Bình 1,5 lít các bác nhá, rất chất luôn. Đấy, giữ nhiệt nóng, nhiệt lạnh các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đấy, sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay. Đó là cái bình của Đức các bác này, bình nhiệt của Đức. Đó, thì hôm nay bên em lại về cũng là hai màu. Đây, Made in Germany này. Đó, hàng của thương hiệu bia các bác nhá, thương hiệu bia. Đây. Đấy, từ cái vỏ của nó này, Germany hết các bác nhá. Đó, Germany này. Rất chất lượng luôn. Đây, vỏ của nó này, Germany hết các bác nhá. Hàng siêu chất luôn. Đấy, hàng siêu chất luôn. Hàng của nó là hàng thanh lý siêu thị các bác nhá, rất chất lượng luôn. Em cũng đang có hai màu, màu xanh và màu mận các bác nhá, màu mận. Đó, màu xanh và màu mận. Đó, thì lô này bên em về giá rất là tốt các bác nhá. Trước em bán là 250k. Đó, bình này của nó là 1,2 lít. 1,2 lít các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là fix Đức các bác nhá. Cái này nó như cái fix có quay này. Đó, thì 1,2 lít, giá 250.000. Hôm nay bên em nó xả kho thanh lý lên cho các bác là 230k và bao ship các bác nhá, 230k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là fix của Đức các bác nhá. Đó, còn bên kia là bình nhiệt của Mỹ, còn cái này là fix của Đức. Cái này nó có quay như cái fix này. Cho bên em gọi là fix cho nó dễ. Đó, nó tránh nhầm lẫn với cái mặt hàng khác. Các bác lên mã cho em là fix. Đấy. Fix của Đức các bác nhá, fix Đức. Bên em bán là cái giá là 250k, xả kho thanh lý cho các bác 230k và bao ship các bác nhá, 230k bao ship cho các bác luôn. Đó, 230k bao ship các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên được quý bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô, bên em nó hơi ồn các bác thông cảm nhá. Đó là bên em tiếp tục về cái lô chai đựng nước mắm xì dầu các nhá, chai nước mắm xì dầu. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 130.000 và bao ship cho các bác luôn. Các bác lên mã cho em là chai đựng nước mắm xì dầu, dung tích của nó là 500ml. Đó, chai mắm thôi nhá, chai mắm 500k và bao ship. Con này của nó là hàng của Nhật các nhá, Made in Japan này các này, Made in Japan này. Hàng của Nhật các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k và bao ship cho bác luôn, 130k bao ship. Hàng Made in Japan này, chuẩn Nhật luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên em sẽ thanh lý cho bác cái đèn tích điện của này. Đó. Em đang bán là 150.000, hôm nay bên em thanh lý cho bác luôn là 100k và bao ship các nhá. Em còn một cái nữa, thanh lý nốt cho bác 100k và bao ship các nhá, 100k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay, đó là bên em tiếp tục về cái lô máy hút bụi hàng của Nhật các này. Đấy, con này bên em gọi là hút bụi ống các nhá, của thương hiệu Fukuoka các nhá, Fukuoka, Made in Japan này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đấy 300k đấy, Made in Japan này các bác này. Đó, các bác lên mã cho em là hút bụi ống các nhá, hút bụi ống đấy, 350k bao ship các nhá, 350k bao ship luôn. Con này thì hút cực khỏe luôn các nhá. Đó, hút cực khỏe luôn. Em sẽ test sản phẩm cho các bác xem.